Chào anh chị cô chú nha. Nay em chỉ lưu lại là vườn bưởi da xanh đang làm trái. Vườn bưởi da xanh. Trái này. Đây vườn bưởi da xanh năm thứ sáu năm thứ bảy ha, cũng không được đều mà năm nay làm trái để bán cho dịp Tết này. Bưởi da xanh thì khu vực Tân Phú Đồng Nai này nhiều lắm ha. Bưởi này cây nhỏ nhỏ mà rất nhiều trái ha. Trái xinh đẹp. Cây này thì mới bói tơ này mới 3 năm rưỡi gốc. Cành lá không á. Đây. Này, vẫn giữ được xe. Này, đang giao hòa tiếp. Đang nhiều nữa trên cây. Không phải mưa nên là đang tưới ha. Bỏ phân là phải tưới tưới nước liền. Cành lá này. Trái bưởi nằm đây là thực tế nhé. Để quy trình làm bưởi da xanh thì ở đâu cũng vậy thôi. Quy trình thì quả bưởi mới được về ha. Cây bên kia zoom lại mà cây muốn suy mà rất cũng đeo rất nhiều trái ha, cho mình lấy lượng thôi. Đây như cây bưởi cành lá này, cành lá bưởi này lấy vô đúng dịp Tết mới có giá, còn ngoài Tết là bưởi không được giá ha. Tùy thôi. Đang tưới nước này. Không muốn vào đâu.
Ê. Đây là bưởi cành lá này. Quay cho để lưu làm kỷ niệm quy trình làm bưởi. Hồi xưa chỉ biết trồng là trồng bưởi thôi, nhưng mà không biết làm đẹp bưởi. Ừ. Thấy không? Rồi, quả cành lá này này. Cây này cũng cây tơ này. Mà đeo cũng rất nhiều trái. Trái này. Em đi đại khái chứ mà đi hết vườn bưởi thì không biết khi nào mới xong. Vườn bưởi này thì có khoảng tầm 50-60 cây lớn thôi. Tại vì bốc đều. Này, cành lá Tết này. Này để nhiều quá. Nhìn kỹ trong tán lá thì mới có nhiều. Bưởi mà mình không nhìn kỹ trong tán lá thì không thấy đâu. Bóng cây này. Cây này tàn rất to. Anh chị em nào mà nhìn kỹ thì phải thấy được. Là xanh mình láng nhưng cũng có một số bị sâu bệnh nhé. Mình có ngừa trước nhưng mà vẫn không hết được ha. Cành lá đấy, cành lá đấy. Này cành lá luôn đấy. Nhìn nước quả là biết này. Đây nước quả dày vậy này, zoom lại này. Nguyên gốc này là mấy chục quả rồi. Để được nuôi thì cây này phải lực lắm mới nuôi nổi nhé. Cây này thì suy rất nhiều trái ha. Đang thúc bộ lá này. Tại vì cây này hồi hôm bữa nó bị suy này. Cây này thì tết mới 2 năm, không biết đủ 2 năm không mà em thử thêm bao nhiêu quả. Quá nhỏ, cây nhỏ quá mà lấy nhiều quá cũng suy, đang còn lựa bớt ha. Bưởi mà nay nó lớn nhanh lắm,
với mấy ngày trước mình đang còn nhỏ mà nay tầng lớp lớp. Có nhiều cây là da nó rất sáng. Quay video vừa để kỷ niệm, vừa để lưu lại cách mình, thời gian mình làm bưởi, thời gian cho trái và trái to là từng nào. Đây bự đây, nhiều lớp ha, cây ngả tàn là quá trời lớp. Để trái một hết à, trái một với cành lá. Còn trong thân một số cây này không có cành lá thì này, nhưng mà cành lá này đẹp không, nhìn thấy đẹp không trời. Chùm hắn trái này, này. Đây vườn nhà em đó. Thì mình phải có tỉ mỉ thì mới làm được trái bưởi đẹp ha. Em cũng không phải là nông dân, nhưng mà học kỹ thuật, học cách anh chị đi là chị làm rồi mình làm theo quy trình người ta. Bưởi cành lá này, cây này cũng một cây nhỏ mà cũng đem rất nhiều trái. Cây này thì rất nhiều rồi, dung ngoài cho cái chị thấy này. Đến từng lớp từng lớp này. Mình nhìn kỹ mới thấy được hết. Bữa này thì da sáng đẹp. Xanh. Đi dòng hết cây này sao? Nó quá. Cành lá một ha. Ba trái làm chỗ này. Những cây tiếp theo. Đây của gia đình thôi. Trước đó thì trồng thì biết trồng bưởi da xanh thôi. Nhưng mà còn cái kỹ thuật mà trồng bưởi da xanh thì nó còn phải học hỏi rất nhiều ha. Như hai trái này nó sáng. Cân đối. Cành lá ít thì em lại đôi luôn. Như cái này cũng vậy. Tùy cây em mới để đôi hay để không, không để đôi. Đó. Nhưng trái bưởi nó bằng vậy rồi. Nó còn cũng thịt thừa này. Đó. Cách mình làm nữa thôi. Nó cũng không được kêu và không phải đẹp mà đẹp vừa thôi chứ. Bưởi đã còn nhiều sâu. Sâu dày nấm mình cũng phòng phòng hết nhưng mà bị mà vẫn bị ha. Đây giống như nó kẹp này, hút xích này. Đây anh chị này,
như em đếm lên đây xem, một trái, hai trái này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chắc phải mấy chục trái ngay cái gian cái này, chỗ này. Tàn nó thì trong nó còn sống, nếu mà để tàn hết thì cây bưởi là không nuôi nổi, đã quá nhiều mà, quá nhiều thì nó sẽ không nuôi nổi thôi. Đó. Anh chị thấy không? Còn một số cây trước nhà em trồng rậm nhiều, trồng sen nhiều cây, giờ với thoáng vườn bây giờ thì nó mới to, quả bưởi nó to đều, nó có ánh sáng là nó khác liền này. Đó. Đấy không? Thì thấy vừa có ánh sáng vừa đúng quy trình kỹ thuật. Này cũng bị bắn do thuốc này. Đây quả này này, cành lá đẹp nhưng mà bị bắn do thuốc này. Đó. Đâu phải làm trái bưởi đâu, nó thối này. Đó. Đó mà muốn làm đẹp là làm đó. Cành lá đẹp luôn. Đẹp là do mình thôi. Còn tuế nữa này. Cái cây này thấy nó đang còn nhiều quá, cân đối. Ừ, cây này cái lượng trái cây này cũng rất nhiều, cũng cả trăm trái, đến hết cả cũng gần trăm. Nuôi được những cái trái này do cả một cái quy trình. Trái này em nhắm nằm khoảng ký rồi này, có cái là mới khoảng 3 lạng. Trái thì một số thì đang còn nhỏ, bữa Tết mà, với cách mình neo trái nữa. Trái này cho mình để nữa. Vì nãy giờ cũng mỏi tay. Sẽ bị da xanh đi. Đây, cây bưởi da xanh nhé, này tàn lắm này, vút tàn luôn, còn giống như cây này thì mới trồng này, cũng thấy cháy bói này, rất đẹp ha, này mới hơn năm à, còn mà bưởi 7-8 năm thì trồng 7m, 8m là tàn nó. Nó rậm rạp hết. Đây, lượng bưởi của cây này này. À, quý anh chị thấy không? Nó khủng khiếp không? Khoảng 100 trái. Măng tưới này. Cho mình thôi. Cách mình làm bưởi da xanh. Còn bên này, cây này thì tàn nó to thì nó phải được nhiều trái. Đó. Cách để nữa. Đây này cành lá hết nữa. Nó kêu là cành lá VIP. Đó. Cái tơ này cũng có này, nhưng mà tơ thường thường có thì để tương đối, nó không ra đều giống như những cây, ví dụ những cây này này,
cây lớn. Thôi video cũng dài quá rồi, em kết thúc video ở đây nhé. Rồi, kết thúc video ở đây thôi.